Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm canh tý. Ngày này là ngày Giáp Tuất tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long giờ kỵ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa ngày giáp tuất tức can khắc với chi có nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm sơn đầu hỏa kỵ tuổi mậu thìn canh thìn, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần, và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi, và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm thìn, canh thìn. Canh tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi Vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa đặt giường sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là cầu phúc tế tự sao đại hồng sa tốt mọi việc sao thanh long hoàng đào tốt mọi việc sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên cương, hay còn gọi là sao diệt môn, sáu mọi việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, sao nguyệt hình, sáu mọi việc, sao ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc, sáu đối với tế tử, an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi tí thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Tý rất dễ mắc phải sai lầm trong công việc. Bạn có được cơ hội để phát huy năng lực của mình nhưng lại đánh giá không đúng với thời cơ cho rằng mình không được đánh giá đúng mức không phải chuyện gì cũng được hưởng thành quả ngay. Sau khi bạn làm, cần có sự tích lũy về kinh nghiệm sau một thời gian. Sự nóng vội và nông cạn của bạn tuổi tí có thể vô tình khiến cho bạn đánh mất đi cơ hội thành công đến với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc là điểm báo cho thấy tình trạng mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang thực sự là nghiêm trọng đôi bên không chịu xuống nước mà trò chuyện với nhau thì có lẽ sẽ sớm hay là muộn cũng chỉ dẫn đến tan vỡ mà thôi. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, công việc bất ổn, có nhiều điều sai sót tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sẽ đánh giá sai tình hình hiện tại tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa mâu thuận gia đình bùng nổ gay gắt tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự kiến tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc cần tìm cách để kiểm soát tình hình và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Đây là các thần mang đến cho bạn có được sự may mắn trong công việc mà bạn mệnh tuổi Sửu cuối cùng có được cơ hội để chứng minh năng lực của mình và giành được những thành công rực rỡ. Cùng với sự cố gắng trong suốt thời gian vừa qua của bạn tuổi Sửu, cấp trên có thể cân nhắc để đưa bạn lên vị trí xứng đáng với năng lực của mình và với bạn tuổi sửu bạn cần cố gắng đừng để cho mình đánh mất đi cơ hội ở thời điểm quan trọng này. Bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng báo hiệu cho bạn có những suy giảm trong sức khỏe của mình. Bạn mệnh tuổi sửu dễ cảm thấy mệt mỏi vì ăn uống kém ngon miệng có thể mắc phải một số bệnh về đường tiêu hóa nữa. Vài từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim công việc tiến triển tốt nhờ biết đi tắt đốn đầu. Từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy sức khỏe có vấn đề nên chăm sóc tốt hơn. Từ vi tuổi kỵ xỉu thuộc hỏa trở nên mãi mê làm việc mà bỏ bê bản thân. Từ vi tuổi tân xỉu thuộc thổ có thể được cấp trên cất nhắc. Từ vi tuổi quý xỉu thuộc mộc cơ hội phát triển khá chi là tốt trong tương lai. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này nhắc nhở bạn hãy nhanh tay nắm mắt lấy hạnh phúc cho mình bởi bạn đang có được tam hợp cục xuất hiện trao cho bạn cái mối nhân duyên được như ý nhưng nếu như bạn không chủ động hơn thì nó cũng chỉ là cơ hội mà thôi trong ngày thứ ba này với bạn tuổi dần bạn đang có được thiên tài chiếu mệnh sẽ mang thêm cho bạn có được sự may mắn về con đường tài chính và bạn mệnh tuổi dần có thể sẽ có được những cơ hội hiếm có để kiếm tiền đầy tay một cách dễ dàng khi được người quen giới thiệu cho bạn cái công việc nghề tay trái rất chi là may mắn với bà tuổi dần muốn tiền đầy túi tình đầy tim thì bạn cần phải biết cách để sắp xếp công việc và cuộc sống của mình sao cho cân bằng hết sức có thể, đừng để cho mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tài lộc dồi dào, tình duyên như ý, tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa nên cố gắng sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, nhiều chuyện cần có sự hài hòa, từ vi tuổi canh dần thuộc mộc, tình cảm thăng hoa nhanh chóng, từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim, kiếm tiền nhanh nhờ có nhiều sự may mắn. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão á cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mạo trong ngày này bạn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi trên con đường tìm kiếm tình yêu với mình nữa khi bạn đang có được sự đồng hành của người ấy. Đối phương quả thực đã trao cho bạn mái ấm hạnh phúc mà bạn luôn mong đợi bấy lâu nay. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, báo hiệu thêm cho bạn đang có được những tin vui về tài lộc. Và với bạn tuổi mão trong suốt thời gian vừa qua, bạn đã làm việc vất vả, hết mình vì công việc, cho nên bây giờ được hưởng thành quả của mình, tài lộc được dồi dào trong túi cũng rất chi là xứng đáng. Bạn mệnh tuổi mão cũng nên chi tiêu sao cho hợp lý, mua sắm dần cho những ngày Tết nguyên đán sắp tới, tránh để cuối năm cận kề, giá giá cả tăng cao mới mua sắm thì sẽ bị bội giá lên nhiều, tự mình làm khó mình trong lĩnh vực về tài chính mà thôi. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, tiền bạc được dồi dào, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi đinh mão thuộc họ, gia đình hòa thuận, không khí vui vẻ. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nên nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần phải chú ý để chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim hãy đón nhận tình yêu ngay khi nó tới. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp bốn sao tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn Cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này Đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông Thìn tuất xịu mùi cho nên với bạn tuổi thìn đang có điểm báo có nhiều vấn đề xảy ra trong chuyện tình cảm của bạn với bạn tử thìn có thể sẽ cảm thấy chán nản vì những lý do riêng mà đối phương thì không đủ tinh tế để nhận biết cho bạn Nỗi niềm bức bối khiến cho bạn tử thìn lâm vào bế tắc và bạn mong muốn có được sự chia sẻ nhưng chính bản thân mình lại không muốn tâm sự tự đẩy mình tự đẩy mối quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt nữa Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy có những khó khăn ở phía trước hoàn toàn có thể được hóa giải nếu như bạn tìm ra được điểm đột phá. Bạn hãy sáng tạo, đừng đi theo lối mòn cũ kỹ sẽ đạt được nhiều thành công mới với mình về từ vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, mâu thuận tình cảm bùng nổ ngoài ý muốn từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ đôi bên chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cần phải tìm cách hóa giải những khó khăn ở phía trước từ vi tuổi canh thìn thuộc kim công việc có thể phát triển theo hướng hoàn toàn mới mẻ từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy đừng tự ép mình đi theo lối mòn có sẵn nào đó vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi Tị Chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có Thiên Quan giáng họa cho nên với bà tuổi tỵ rất dễ gặp tiểu nhân trong ngày hôm nay và với bà tuổi tỵ sẽ gặp phải một số rắc rối trong công việc vì bị tiểu nhân lợi dụng phá hoại những công sức và nỗ lực từ trước tới giờ của bạn đã bỏ ra thiếu cảnh giác cho nên bà tuổi tỵ rất dễ bị sập bẫy của những kẻ tiểu nhân và với bà tuổi tỵ bạn tự tin thái quá cho nên cuối cùng chỉ có thể tự trách mình chứ chẳng thể nào trách được bất cứ ai chuyện dù sao cũng đã xảy ra bạn hãy lấy đó làm bài học cho mình để lần sau không mắc phải những lỗi ngớ ngẩn như vậy nữa Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ, cho nên đang có những mâu thuẫn giữa những cặp đôi càng ngày càng lớn hơn. Khác biệt về suy nghĩ, quan điểm khiến cho đôi bên không thể nào tìm được tiếng nói chung và càng nói lại càng giận hờn, xa cách nhau hơn. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa xung khắc về tình cảm chán nạn về tinh thần tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tiểu nhân quấy phá công việc ngổn ngang tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc gặp nhiều khó khăn không thể giải quyết được tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên bình tĩnh ngồi lại để xử lý vấn đề vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhất phù trợ, tuổi giàu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cho nên với bạn tử ngọ đang có được những lần gặp gỡ trước đó giữa bạn và người ấy đã gieo mầm cho tình yêu mới bắt đầu để rồi bây giờ đôi con tim cùng rung động cùng chung nhịp đập khi nghĩ về nhau. Và với bà tuổi ngọ, đừng có bộ lỡ thời cơ mà hạnh phúc đã cho mình cơ hội. Bạn cho dù có ham muốn tự do đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần phải có một mái ấm để trở về. Chẳng phải sẽ rất tuyệt vời khi mà ở mái ấm đó có người mà bạn yêu thương luôn chờ bạn đó hay sao? Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, cho thấy với những sự nỗ lực và quyết tâm của bạn đã đạt được những thành tích cao trong công việc. Và với bạn mệnh tuổi ngọ, cũng nên đặt ra những mục tiêu và phương hướng phát triển đúng đắn cho mình để có thể tương lai phát triển huy hoàng hơn nữa vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tình yêu đâm tròi nảy lộc một cách nhanh chóng tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy có quyết tâm và định hướng rõ ràng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nên tìm hiểu kỹ về bước đường tương lai tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ chuyện tình cảm lý tưởng đào hoa phơi phới tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc công danh được thăng tín đón nhiều tin vui tới với mình Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi cho nên với bạn tuổi mùi đang có những điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn bạn mệnh tuổi mùi đã quá sai lầm trong những hành động trước đó của mình từ một sai lầm như muốn lấp lím nên sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Cuối cùng thì bạn phải trả giá, đánh mất những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Hạnh phúc tưởng chừng như đã rất gần rồi nhưng lại hóa ra rất chi là xa vời. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh trao cho bạn đang có được những cơ hội để khẳng định vị thế của mình đang nắm giữ là hoàn toàn xứng đáng khả năng lãnh đạo trong một tập thể dù nhỏ cũng đã mang tới cho bạn có được sự thành công rực rỡ và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim dễ cảm thấy thất bại trong chuyện tình cảm tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có khả năng phát triển sự nghiệp lớn hơn tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tự mình làm cho mọi chuyện trở nên rối ren tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cần phải học cách để kiểm soát bản thân tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc có được vị trí xứng đáng với năng lực của mình về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. từ vi tuổi thân thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hội sẽ giúp cho bạn tuổi thân đang có được sự may mắn hơn trong chuyện tình cảm. Và cứ ngỡ đã đánh mất đi hạnh phúc và chẳng còn cơ hội để làm lại nữa, xong ông trời đã cho bạn có thêm cơ hội rồi. Lần này thì với bạn tuổi thân thực sự đã biết trân trọng những gì mình đang có. Bạn nỗ lực hết sức để chứng minh tình cảm của mình dành cho người ấy là chân thành. Để người ấy tin rằng có thể dựa vào bản thân bạn nữa rồi. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi thân đang có được lập trường vững vàng trong công việc bạn có quan điểm rõ ràng biết đâu là thứ mình nên làm cần làm để đạt được mục tiêu bởi bạn có thể xoay chuyển được cục diện khi bản thân mình xoay chuyển về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có may mắn trong chuyện tình yêu lứa đôi tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa cần trân trọng hạnh phúc mình đang có tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ lập trường kiên định vững vàng không thay đổi tử vi tuổi canh thân thuộc mộc công việc tiến triển tốt theo kế hoạch tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim được hỗ trợ nhiều bởi gia đình người thân vài đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu, thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang có điểm báo rất dễ phải rơi nước mắt trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành Dậu tuất tương hại. Bạn không thể tưởng tượng được có một ngày mình lại phải chịu nỗi đau ấm ức bị phản bội như vậy. Bạn mạnh tuổi dậu đặt lòng tin lầm chỗ, đặt tình yêu lầm người. Khi yêu quá, mù quáng, cho nên chẳng hề nhìn thấy bất cứ điều gì sai trái, chỉ tới khi bị phụ phàng thì mới giật mình tỉnh ngộ, nhưng cũng đã muộn màng mất rồi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi giàu đang có nguy cơ mất tiền hao của mà bạn có thể gặp phải trong ngày hôm nay. Chẳng những mất tình cảm mà còn mất cả về tiền bạc nữa, nỗi đau chồng chất nỗi đau có thể khiến cho bạn tuổi giàu cảm thấy buông xuôi tất cả nữa rồi vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy dễ bị tổn thương bởi người mình yêu thương tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cảm giác bị phản bội thực sự là không dễ chịu một chút nào tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ có thể cần phải kiểm soát lại tài chính tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tiền bạc hao hụt không rõ nguyên nhân tử vi tuổi quý dậu thuộc kim tình và tiền đều thiếu đi sự may mắn vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ ba này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất đó cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày của chính án chiếu mệnh mang tới cho bạn có được tin vui về con đường công danh sự nghiệp. Với bạn tuổi Tuất, bạn không thực sự từ bỏ khi gặp khó khăn, thậm chí bạn càng thêm quyết tâm để vượt qua khó khăn hiện tại. Ông trời chẳng phụ lòng người và với bạn tuổi Tuất đã làm nên kỳ tích khi mà thuận lợi vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà tự phụ, chớ có chủ quan, ngủ quên trên đỉnh cao của 9 tháng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày của thổ khí vượng nhắc nhở bạn tuổi tuất nên chăm sóc cho sức khỏe của mình nhiều hơn và đừng có nghĩ rằng công việc là tất cả cuộc sống của mình nếu như sức khỏe bị suy yếu thì sự nghiệp của bạn có thành công cũng chẳng để làm gì về từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa sức khỏe suy giảm dễ cảm thấy mệt mỏi từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ công việc có những bước tiến triển mới từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tìm được ánh sáng ở phía cuối con đường, từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, khéo léo, sáng tạo, mang tới thành công, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, cần phải tìm tòi thêm nhiều hướng đi mới. Và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh mang tới cho bạn đang có được những tin vui phát tài phát lộc trong ngày hôm nay cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn mệnh tuổi hợi cực kỳ là thuận lợi kiếm tiền về nhanh chóng không gặp phải khó khăn gì đáng kể Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi, bạn mệnh cũng nên nắm mắt thời cơ để làm nên kỳ tích với mình. Có những lúc thời cơ chỉ tới trong chớp mắt mà bạn không nắm giữ được thì cũng có nghĩa là tiền bạc gần tới tay rồi, còn để cho nó vụt bay mắt, chỉ cảm thấy tiếc nối mà thôi. Ngộ hành xung khắc với nhau cho nên về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại không được tốt. Đối với những bạn đang quản độc thân thì chưa tìm thấy được một nửa dành riêng cho mình. Yêu cầu của bạn về người ấy khá chi là rõ ràng nhưng chỉ tiếc là chẳng hề phù hợp với bạn chút nào về từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tiền bạc rụng rịnh trong tay không lo túng thiếu từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm chưa đi đến hồi kết từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cô đơn lạc lõng khi tết đến xuân về từ vi tuổi tân hợi thuộc kim mãi mê kiếm tiền quên chuyện tình cảm từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy không thể cốt được mọi thứ mình mong muốn và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.